quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Qua Thử Thách của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý khán giả thân mến, chương trình ngày hôm nay sẽ là chương trình kỷ niệm tròn 5 năm phát sóng của Vượt Qua Thử Thách và cũng sẽ là lúc chúng tôi nói lời chào tạm biệt với khán giả xem truyền hình. Vâng, sau 5 năm gắn bó với khán giả, chương trình Vượt Qua Thử Thách đã có rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với người chơi, cùng với khán giả, cùng với ban trợ giúp. Và chúng tôi cũng đã không ngừng có những cải tiến, những thay đổi để khiến cho chương trình phù hợp hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa đối với khán giả thân thương của mình. Và ngày hôm nay, cùng với ba người chơi trong chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc, những sự kiện, những nhân vật đáng nhớ của Vượt Qua Thử Thách sau 5 năm vừa qua. Vâng, và bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng gặp gỡ với ba người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Ba người chơi cuối cùng của Vượt Qua Thử Thách. Xin mời ba người chơi. Đây sẽ là ba người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Chị Minh Anh, bạn Thành Đạt và bạn Linh Nga. Và trước hết như thường lệ, ba người chơi sẽ vẫn bốc thăm để chọn thứ tự xuất phát. Xin mời. Xin mời người chơi dơ con số của mình lên ạ. Như vậy xuất phát ở vị trí đầu tiên sẽ là bạn Linh Nga, tiếp theo sẽ là chị Minh Anh và người chơi cuối cùng sẽ là bạn Thành Đạt. Và trước hết ba người chơi sẽ nhận được một học bổng tiếng Anh từ Trường Quốc tế Việt Anh trị giá 1.800.000 đồng. Xin được kính mời ông Phạm Hân đại diện cho Trường Quốc tế Việt Anh cho học bổng cho ba người chơi. Xin được cảm ơn ông Phạm Hân. Bạn Linh Nga thân mến, bạn sẽ là người đầu tiên thực hiện phần chơi của mình và sẽ ở lại trên sân khấu cùng với chúng tôi. Xin mời hai người chơi còn lại luôn vào bên trong chờ đợi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Người chơi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ là bạn Linh Nga. Vâng, còn bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của ban trợ giúp trong chương trình ngày hôm nay. Anh Sơn Lâm, chị Thu Tâm và anh Minh Hồng. Nhân dịp này cũng thay mặt cho chương trình Vượt Qua Thử Thách xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong ban trợ giúp, những người đã rất gắn bó, đã rất tâm huyết với chương trình Vượt Qua Thử Thách và cùng Vượt Qua Thử Thách đi một chặng đường dài cho đến ngày hôm nay. Và bạn Linh Nga, bạn sẽ là một trong những người chơi cuối cùng của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Và ngày hôm nay đến với chương trình, ngồi trên chiếc ghế của chương trình, bạn cảm thấy như thế nào? Hôm nay là lần đầu tiên em tham dự một game truyền hình mà lại là show cuối cùng của chương trình này. Tuy là chỉ là một game show truyền hình thôi nhưng mà ở dưới kia thì đã có cả đầy đủ bạn bè, gia đình và người thân của em đến. Vì thế em cảm thấy rất tự tin và cảm thấy rất may mắn. Vâng, rất cảm ơn bạn Linh Nga, rất cảm ơn những chia sẻ của bạn. Cảm ơn những khán giả ngày hôm nay đến cổ vũ cho bạn Linh Nga, đến cổ vũ cho chương trình Vượt Qua Thử Thách. Và hy vọng rằng là với những cảm xúc rất đặc biệt như vậy, những cảm xúc mà của một người may mắn khi tham gia vào số cuối cùng của Vượt Qua Thử Thách đúng không ạ? Bạn Linh Nga, bạn sẽ thực hiện thật tốt phần chơi của mình, vượt qua được thật nhiều thử thách trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Hạnh Dung. Vâng. 4 phút để trả lời 10 câu hỏi, 100 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Bạn có thể bỏ qua những câu hỏi khó để quay trở lại trả lời hoặc nhờ đến sự trợ giúp. Tự trả lời đúng 10 câu hỏi và câu cực điểm, tổng số điểm sẽ nhân đôi. Bạn có quyền không tham gia câu cực điểm. Chúc các bạn thành công. Bạn đã sẵn sàng? Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ, 10 câu hỏi dành cho bạn Linh Nga xin được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, Sherlock Holmes là nhân vật trong những tiểu thuyết trinh thám của tác giả nào? Conan Doyle ạ. Đáp án chính xác, xin chúc mừng. Câu thứ hai, ngôn ngữ nào được sử dụng là ngôn ngữ chính thức ở Argentina? Bỏ qua. Câu thứ ba, giống gà bông cảo là đặc sản của tỉnh nào? Bỏ qua. Chúng ta sẽ đến với câu thứ tư. Đây là con vật gì? Con cào cào ạ. Đáp án là chưa chính xác. Câu thứ năm, ai
là người đã giành giải nhất Việt Nam Idol 2008? Bỏ qua. Câu thứ 6, trong câu chúng tôi đã đưa ra phương án tối ưu nhất, có gì phải sửa? Bỏ qua. Câu thứ 7, loại nước chấm có cái và nước lẫn lộn làm từ đậu nành, muối, gạo nếp hoặc ngô gọi là gì? Xì dầu ạ. Tất tiếc, đó chưa phải là đáp án chuẩn xác. Câu thứ 8, bản giao hưởng nào đã được gửi lên vũ trụ để thay cho ngôn ngữ giao tiếp của loài người với những nền văn minh khác? Bỏ qua. Câu thứ 9, đảo Bali là khu du lịch nổi tiếng của nước nào? Bỏ qua. Câu thứ 10, ai là người đứng đầu tổ chức công hội đỏ ở Việt Nam? Bỏ qua. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu thứ 2. Ngôn ngữ nào được sử dụng là ngôn ngữ chính thức ở Argentina? Tôi xin nhờ chị Minh Tâm với 50 điểm. Chị Thu Tâm. Vâng. Chị Thu Tâm. Dạ. Theo tôi biết thì đây là ở đây là dùng tiếng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, đó là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng. Câu thứ 3, giống gà đông cả là đặc sản của tỉnh nào? Tôi xin mời anh Sơn Lâm với 50 điểm. Tôi không có câu trả lời. Bạn trợ giúp có ai có câu trả lời không ạ? Tôi có thể giúp bạn. Với bao nhiêu điểm ạ? Với 50 điểm. Giống gà đông cảo là của tỉnh Bắc Ninh. Chưa chính xác. Theo tôi thì là tỉnh, nếu không phải là tỉnh Bắc Ninh thì là tỉnh Hưng Yên. Là tỉnh Hưng Yên. Với 50 điểm đúng không ạ? Vâng, và đó là đáp án chuẩn xác. Xin chúc mừng. Câu thứ 5, ai là người đã giành giải nhất Việt Nam Idol 2008? Tôi xin mời anh với 50 điểm ạ. Đó là ca sĩ Huy Khánh. Dạ, rất tiếc, chưa chính xác. Tôi xin mời anh xin là 50 điểm. Đó là Phương Vi. Dạ, 2008, Việt Nam Idol 2008 ạ. Chứ không phải là 2007. Và đáp án, bạn có đáp án không ạ? Đáp án đó là Quốc Thiên. Câu thứ 6, trong câu chúng tôi đã đưa ra phương án tối ưu nhất, có gì phải sửa? Thưa chị, tối ưu thì đã không có nhất ạ. Tức là thừa một chữ nhất đúng không ạ? Đáp án chuẩn xác, xin chúc mừng bạn. Câu thứ 8, bản giao hưởng nào đã được gửi lên vũ trụ để thay cho ngôn ngữ giao tiếp của loài người với những nền văn minh khác? Tôi xin mời chị Minh Tâm với 50 điểm. Tôi nghĩ là bản giao hưởng của Beethoven. Bản giao hưởng của nào? Bản giao hưởng nào của Beethoven? Vâng. Có thể đó là bản giao hưởng số 6. Chưa chính xác. Bạn trợ giúp có đáp án không ạ? Bạn có đáp án câu hỏi này không? Đó là bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Câu thứ 9, đảo Bali là khu du lịch nổi tiếng của nước nào? Rất nổi tiếng. Xin mời anh Sơn Lâm với 50 điểm ạ. Đồng ý, đó là Indonesia. Đó chính là Indonesia, xin chúc mừng. Câu thứ 10, ai là người đứng đầu tổ chức công hội đỏ ở Việt Nam? Tôi xin mời chị Minh Tâm với 50 điểm ạ. Chị Thu Tâm ạ, chị Thu Tâm ạ. Vâng, đấy là vị lãnh đạo Việt Nam là Tôn Đức Thắng. Đó chính là Tôn Đức Thắng. Xin chúc mừng. Bạn Linh Nga, không biết là bạn có mất bình tĩnh trong phần thi đầu tiên hay không, nhưng mà tôi thấy 3 lần liên tiếp bạn ghép tên của chị Thu Tâm với anh Minh Thông, và cứ thành là chị Minh Tâm, mà không biết có phải là anh Thu Thông không thì không biết. Mà chắc là bởi vì em là người đầu tiên vào phòng chơi này cho nên là cũng hơi có một chút mất bình tĩnh. Hơi hồi hộp. Vâng. Bây giờ tôi sẽ công bố số điểm của bạn. Và hy vọng là với 1.400 điểm thì bây giờ bạn đã bớt hồi hộp hơn. Sẽ còn cơ hội để bạn có thể nâng cao số điểm này. Bạn có muốn cải thiện số điểm của mình không? Dạ có. Với bao nhiêu điểm? Với 100 điểm ạ. Bạn sẽ tham gia cuộc 100 điểm. Đấy là quyết định cuối cùng của bạn. Vâng. Xin chúc bạn thành công. Bạn sẽ có 20 giây suy nghĩ và chỉ cần trả lời đúng hoặc sai. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Thư viện quốc gia ở Hà Nội thành lập năm 1917. Đúng hay sai? 20 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Đã hết. 20 giây suy nghĩ. Đáp án của bạn là? Chị, đáp án cuối cùng của em là đúng ạ. Bạn có biết Thư viện Quốc gia nằm ở đâu không? Đã nằm ở phố Tràng Thi ạ. Dạ vâng. Thư viện Quốc gia nằm ở phố Tràng Thi. Đó là khu vực Nha Kinh Lược Bắc Kỳ lúc bấy giờ, lúc nó được thành lập. Và
Khoảng thời gian mà Thư viện Quốc gia ở Hà Nội được thành lập đó là năm 1917. Xin chúc mừng bạn, đáp án chính xác. Bạn có 100 điểm, bây giờ bạn đang có số điểm rất tròn trịa, 1.500 điểm. Xin chúc mừng bạn. Hy vọng sẽ gặp lại bạn Linh Anh ở vòng 2 của chương trình. Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm với người chơi thứ hai. Xin mời chị Minh Anh. Xin chào chị Minh Anh. Vâng, chào Hạnh Dung. Ngày hôm nay đến đây cổ vũ cho chị có vẻ có một lực lượng cổ động viên rất ủng hộ. Vâng, xin giới thiệu với chị là có đông đảo lắm ạ. Có cả mẹ tôi, dì tôi, các em và cả một số các bạn làm cùng cơ quan. Ngày hôm nay với chương trình Vượt Qua Thử Thách là chương trình cuối cùng. Chúng tôi rất muốn hỏi cảm nghĩ của những người chơi khi tham dự vào chương trình. Chị ngồi trên chiếc ghế của chương trình cảm thấy thế nào? Có vững vàng không ạ? Tôi thấy ngồi bây giờ là thấy vững rồi đấy ạ. Vững rồi? Vững rồi. Đầu tiên là cũng hơi run, nhưng bây giờ chắc là đỡ hơn rồi ạ. Và đã sẵn sàng cho những thử thách dành cho mình. Vâng, tôi sẵn sàng rồi ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Dạ, vâng. Dạ. Ngay bây giờ, mời câu hỏi dành cho chị Minh Anh xin được bắt đầu. Câu thứ nhất, Tom Sawyer là nhân vật của tác giả nào? Bỏ qua. Câu thứ hai, ngôn ngữ nào được sử dụng là ngôn ngữ chính ở Brazil? Tiếng Tây Ban Nha. Tiếp, chưa chính xác đáp án đó là Bồ Đào Nha. Câu thứ ba, giống gà Hồ là đặc sản của tỉnh nào? Bỏ qua. Câu thứ tư, đây là con gì? Con châu chấu. Đó là đáp án chính xác, xin chúc mừng. Câu thứ năm, ban nhạc Australia nào vừa có chuyến lưu diễn tại Việt Nam với những ca khúc bất hủ của ABBA tháng 2 vừa qua? Pháp Ba. Rất chính xác, xin chúc mừng chị. Câu thứ sáu, trong câu sau có gì cần phải sửa nội nhật trong ngày hôm nay tôi sẽ được ký hợp đồng này? Tôi nghĩ là sửa là nội trong ngày hôm nay tôi sẽ được ký hợp đồng này. Tức là bỏ bớt một chữ nhật đi ạ. Bỏ bớt một chữ nhật. Vâng. Dạ, rất tiếc chưa chính xác ạ. Phải đáp án chính xác đó là đã dùng nội nhật thì thôi, không cần phải dùng trong ngày bởi vì là nội có nghĩa là trong rồi. Câu thứ bảy, loại nước chấm được làm từ tôm, cá sống ướp muối và để lâu ngày trong ngấu được gọi là gì? Rất dễ. Mắm tôm ạ. Rất tiếc, đó chưa phải là đáp án chuẩn xác. Đáp án của chúng tôi chỉ là mắm thôi. Câu thứ 8, có hai nhạc sĩ đều có tác phẩm mang tên Bốn Mùa rất nổi tiếng. Đó là nhạc sĩ nào trong các nhạc sĩ sau? Schubert, Tchaikovsky, Vivaldi, Chopin và Mozart. Bỏ qua. Câu thứ 9, biển hồ Tonle Sap nằm ở nước nào? Bỏ qua. Câu thứ 10, ai là người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925? Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh người mang tên gì ạ? Lúc đó là tôi nhớ thì là tên là Nguyễn Ái Quốc ạ. Vâng, đó là Nguyễn Ái Quốc, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu thứ nhất. Tom Sawyer là nhân vật của tác giả nào? Tôi xin mời chị Thu Tâm trả lời giúp tôi ạ. Với bao nhiêu điểm? Với 50 điểm ạ. Tên của nhà văn Mark Twain. Đó chính là Mark Twain, xin chúc mừng. Câu thứ 3, giống gà Hồ là đặc sản của tỉnh nào? Vâng, mời anh Xuân Lâm trả lời giúp tôi với 50 điểm ạ. Tôi nghĩ đó là tỉnh Bắc Ninh. Đó chính là tỉnh Bắc Ninh, xin chúc mừng. Câu thứ 8, có hai nhạc sĩ đều có tác phẩm mang tên Bốn Mùa rất nổi tiếng. Đó là nhạc sĩ nào trong các nhạc sĩ Schubert, Tchaikovsky, Vivaldi, Chopin và Mozart? Mời chị Thu Tâm trả lời giúp tôi với 50 điểm. Vâng, đó là của nhạc sĩ Nga Tchaikovsky và nhạc sĩ Ý Vivaldi. Rất cả hai cùng đều có bản Bốn Mùa nhưng của Tchaikovsky là 12 tháng. Vâng ạ, rất nổi tiếng và rất chính xác. Câu thứ 9, biển hồ Tonle Sap nằm ở nước nào? Mời em Minh Thông trả lời giúp tôi, 50 điểm. Vâng, tôi đồng ý, biển hồ Tonle Sap ở Campuchia. Đó là đáp án của chúng tôi, xin chúc mừng. Rất nhanh chóng vượt qua 10 câu hỏi đầu tiên, thừa đến hơn 1 phút đồng hồ. Và bây giờ chị đang có số điểm rất tròn trịa, đó là 1.500 điểm, xin chúc mừng. Còn cơ hội để nâng cao số điểm này, đó là bằng cách tham gia vào câu hỏi cực điểm. Chị có muốn thử sức mình hay không? Tôi có tham gia câu hỏi cực điểm. Với bao nhiêu điểm? Tôi cược 50 điểm thôi.
Chỉ 50 điểm. Tôi nghĩ số 50 là cũng là ở mức trung bình rồi đấy ạ. Vâng. Quyết định cuối cùng sẽ là 50 điểm ạ. Xin chúc chị thành công với câu hỏi của điểm, ghi thêm được 50 điểm sau 20 giây suy nghĩ. Và câu hỏi dành cho chị như sau. Ninh Biên là tên gọi đầu tiên của Điện Biên Phủ, đúng hay sai? 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Giây suy nghĩ đã hết. Câu trả lời của tôi là sai ạ. Là sai. Vâng. Theo chị sai. Đáp án đúng phải là gì ạ? Thực ra là tôi cũng lần đầu tiên nghe được chữ Ninh Biên này và tôi nghĩ rằng không phải tên gọi đầu tiên của Điện Biên Phủ. Theo suy nghĩ của tôi là như thế. Tức là Điện Biên Phủ có một tên gọi khác là tên gọi đầu tiên nhưng không phải là Ninh Biên. Vâng. Chị chọn đáp án sai. Chọn đáp án sai. Chị cược 50 điểm. Và bây giờ số điểm của chị sẽ là? Hy vọng rằng là 1550. Nó là? Đúng là 1550 điểm. Xin chúc mừng chị. Vâng. Ninh Biên không phải là tên gọi đầu tiên của Điện Biên Phủ. Tên gọi đầu tiên của Điện Biên Phủ là Mường Thanh. Từ thời nhà Lý và đến đời nhà Lê thì mới được đổi thành Ninh Biên. Và đến năm Thiệu Trị thứ nhất năm 1841 thì Ninh Biên được đổi tên thành Điện Biên. Chị có 1550. Hy vọng chị sẽ là người đi tiếp vào vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Minh Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi thứ 3. Xin mời bạn Thành Đạt. Xin chào bạn Thành Đạt. Chào bạn. Được biết bạn hiện đang quản lý một ban nhạc rock. Hiện nay mình đang là quản lý của ban nhạc Recycle. Bạn học từ trường xây dựng ra đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng, và sinh viên trường xây dựng bao giờ cũng có một niềm đam mê cháy bỏng đối với thể loại nhạc rock. Có vẻ là như thế thì trường xây dựng vốn được biết đến với phong trào rock cho sinh viên khá là mạnh mẽ. Tức là từ thời như kiểu ban nhạc Bức Tường chẳng hạn. Và đến bây giờ thì là cái phong trào đấy vẫn đang cố gắng được duy trì và phát triển. Vâng, nhưng và ngày hôm nay đến với chương trình Vượt Qua Thử Thách thì không phải là quản lý, sẽ là người trực tiếp để tham gia vào chương trình đúng không ạ? Đúng vậy. Và có ai quản lý bạn theo kiểu nhận sâu Vượt Qua Thử Thách cho bạn hay không? Thực ra thì mình đến chương trình này cũng là tình cờ thôi, là do bạn mình rủ tham gia. Và mình đã đồng ý thôi bởi vì là vì những cái chương trình như này thì mình rất thích tham gia. Và nói chung là cũng là một dịp để trải nghiệm bản thân mình. Xem kiến thức của mình đến đâu, xem khả năng của mình đến đâu, nhưng mà nhất là xem cái sự tự tin của mình đến đâu. Và bạn là một người may mắn khi bạn sẽ là một trong những người chơi cuối cùng của chương trình Vượt Qua Thử Thách, sẽ đúng có vậy. Cơ hội để vượt qua thử thách trong chương trình này. Đúng vậy. Và không có lý do gì mà chúng ta không bắt đầu vượt qua thử thách ngay bây giờ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng. Mời câu hỏi dành cho bạn Thành Đạt xin được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, Anna Karenina là nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả nào? Bỏ qua. Câu thứ hai, ngôn ngữ nào được sử dụng là ngôn ngữ chính ở Cuba? Tây Ban Nha. Chính xác, xin chúc mừng. Câu thứ ba, giống gà mía là đặc sản của địa phương nào? Bỏ qua. Câu thứ tư, đây là con gì? Bọ cạp. Đó là đáp án của chúng tôi, xin chúc mừng. Câu thứ năm, có đây bao giờ là live show của ca sĩ Hồng Nhung với nam ca sĩ nào? Bỏ qua. Câu thứ 6, trong câu sau có từ nào sai, trong cuộc chiến đấu này anh ấy không đơn phương độc mã? Bỏ qua. Câu thứ 7, loại giấm được làm từ bã của rượu nếp được gọi là gì? Giấm bỗng. Rất chính xác, xin chúc mừng. Câu thứ 8, ai là tác giả của bản vang nổi tiếng đang nít xanh? Bỏ qua. Câu thứ 9, thành phố Luang Prabang là cố đô của nước nào? Lào. Đó chính là Lào, xin chúc mừng. Câu thứ 10, ai là người khởi xướng phong trào Đông Du ở Việt Nam? Bỏ qua. Chúng ta quay trở lại với câu thứ nhất, Anna Karenina là nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả nào? Xin mời anh Minh Thông với 50 điểm. Xin mời chị Thu Tâm. Vâng, đây là của Lev Tolstoy. Vâng, đó chính là Lev Tolstoy, xin chúc mừng. Câu thứ 3,
giống gà mía là đặc sản của địa phương nào? Xin lỗi anh Minh Thông, 50 điểm ạ. Vâng, đây là đặc sản của Sơn Tây. Của Sơn Tây, Đường Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, đáp án rất chính xác. Câu thứ 5, có đâu bao giờ là live show của ca sĩ Hồng Nhung và nam ca sĩ nào? Nam ca sĩ hiện nay đang xuất hiện rất nhiều cùng với ca sĩ Hồng Nhung. Có live show, ca sĩ Quang Dũng. Vâng, đó chính là Quang Dũng, xin chúc mừng. Câu thứ 6, trong câu sau có từ nào sai? Trong cuộc chiến đấu này, anh ấy không đơn phương độc mã. Từ phương sai, phải là đơn thương. Đó là đáp án của chúng tôi, xin chúc mừng. Câu thứ 8, ai là tác giả của bản văn nổi tiếng Đa Nước Xanh? Một nhạc xin mời anh Thông với 40 điểm được không? Bản bản nhạc này rất nổi tiếng, tôi nghĩ là phải 50 điểm. Vâng, 50 điểm. Vâng, đây là của nhạc sĩ Strauss. Johann Strauss, một người chuyên viết các bản nhạc văn, vâng, đó chính là ông. Câu thứ 10, ai là người khởi xướng phong trào Đông Du ở Việt Nam? Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn và còn hơn một phút để suy nghĩ. Nếu bình tĩnh, tôi nghĩ bạn sẽ nhớ ra được đáp án. Phong trào Đông Du sẽ gắn liền với... Bạn còn hơn một phút, còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Còn nếu không chắc chắn có thể nhờ ban trợ giúp. Đó là quyết định của bạn. Mình đang không chắc chắn lắm về cái đáp án này nên mình có thể... Tôi nghĩ là bạn đang phân vân giữa một vài cái tên. Đúng vậy. Bạn... Xin mời anh Thông với 50 điểm. Vâng, tôi đồng ý. Đó là chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Đó chính là Phan Bội Châu, xin chúc mừng. Có vẻ rất đau khổ khi mà anh Minh Thông nói tên của đáp án là Phan Bội Châu. Mình... Vâng, chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Mình đã phân vân giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Và trong tình huống này, bạn đã không chắc chắn và nhờ đến anh Minh Thông để có được 50 điểm cuối cùng làm tròn số điểm của mình. Bạn đang có 1.800 điểm, xin chúc mừng. Một lần nữa, quyết định lại là ở bạn, bạn có tham gia cực điểm hay không? Mình sẽ tham gia. Với bao nhiêu điểm? Mình nghĩ là mình sẽ tham gia với 100 điểm. Bạn sẽ có 20 giây suy nghĩ. Và xin chúc bạn thành công. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Cá voi là động vật biến nhiệt, đúng hay sai? 20 giây suy nghĩ, bắt đầu. Tiếng nhạc dứt cũng là lúc 20 giây suy nghĩ đã hết. Câu trả lời của mình là sai, bởi vì cá voi là thuộc động vật có vú, tức là động vật đẳng nhiệt, không phải động vật biến nhiệt. Nó không giống các loại cá khác, nó là động vật có vú và nó là động vật đẳng nhiệt. Rất chính xác, xin chúc mừng. Một kiến thức rất may mắn là một kiến thức mà bạn hoàn toàn biết rõ. Bạn rất dễ dàng để có được 100 điểm và bây giờ bạn đang có 1.900 điểm. Và bạn là người đi tiếp vào vòng 2 của chương trình Vượt Qua Thử Thách, xin chúc mừng. Chúng ta hãy cùng chờ xem đối thủ của bạn trong vòng 2 ngày hôm nay sẽ là ai. Xin mời bạn Thành Đạt, xin mời hai người chơi còn lại bước ra phía trước sân khấu. Sau đây tôi sẽ công bố số điểm của ba người chơi sau vòng đầu tiên. Người chơi đầu tiên bạn Linh Nga, bạn có 1.500 điểm, xin chúc mừng. Người chơi thứ hai chị Minh Anh chỉ có 1.550 điểm, xin chúc mừng. Và người chơi thứ ba bạn Thành Đạt, bạn có 1.900 điểm, xin chúc mừng. Bạn Linh Nga, thực tiếc là bạn chỉ thiếu may mắn một chút thôi. Nếu bạn chọn một số điểm cược cao hơn, có thể người đi tiếp vào vòng 2 sẽ là bạn. Chúng ta hơi kém may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã đến đây tham dự chương trình. Xin mời bạn nhận phần quà của chương trình.
mặt tại vòng 2 của chương trình vượt qua thử thách. Hai người chơi giành quyền đi tiếp đó là chị Minh Anh và bạn Thành Đạt. Chúng ta hãy cùng theo dõi luật chơi tại vòng 2. 4 phút trả lời 15 câu hỏi, 200 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Ấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng với ô gợi ý. Ấn chuông khi chưa dứt câu hỏi, không trả lời ngay hoặc trả lời không ấn chuông bị coi là phạm luật. Người có số điểm cao hơn ở vòng 2 sẽ lọt vào vòng 3. Trường hợp bằng điểm sẽ căn cứ vào số điểm vòng 1. Chúc các bạn thành công. Hai người chơi đã nắm rõ về luật chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ, 15 câu hỏi tại vòng 2 của chương trình vượt qua thử thách xin được bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Phong cảnh gì rất đặc biệt của miền vùng cao là đề tài muôn thuở cho sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia? Xin mời. Ruộng bậc thang. Chính xác. Câu thứ hai. Tên gọi của những con búp bê làm từ gỗ bạch dương với nhiều kích cỡ từ nhỏ đến lớn và là một món quà lưu niệm ấn tượng của người Nga. Xin mời. Matryoshka. Đó chính là Matryoshka. Xin chúc mừng. Câu thứ ba. Một thứ đồ chơi thú vị của trẻ em dựa trên nguyên tắc ổn định trọng tâm của vật lý luôn bật dậy hoặc lắc lư để trở về vị trí cân bằng. Xin mời. Lật đật ạ. Đó chính là lật đật. Xin chúc mừng. Câu thứ tư. Câu thành ngữ nào nói về sự tham lam không dừng ở mức đòi hỏi hợp lý mà lại muốn nhiều hơn những gì mình đã có? Được voi đòi tiên. Đó là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng. Câu thứ năm. Nhân vật của năm 2018 do tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ bình chọn là ai? Xin mời. Barack Obama. Vâng, đó là Barack Obama. Xin chúc mừng. Câu thứ sáu. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay, ông Henrique Calisto là người nước nào? Bồ Đào Nha. Đó là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng. Câu thứ bảy. Ranh giới hiện tại giữa hai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc quy ước trên bản đồ địa lý là đường nào? Đáp án đã được mở rất nhiều. Sẽ là đường nào? Vĩ tuyến 28. Chưa chính xác. Chị Minh Anh có đáp án không ạ? Tôi nghĩ là vĩ tuyến 48. Đó là vĩ tuyến 38. Câu thứ 8. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ 11 được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta có tên gọi trong sử sách là gì? Năm Quốc Sơn Hà. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu thứ 9. Ngày lễ trọng đại Phật đản của Phật giáo được tổ chức hàng năm vào ngày bao nhiêu theo âm lịch? Ngày bao nhiêu theo âm lịch? Thưa các bạn ạ, cái ngày lễ trọng đại của Phật giáo thì sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Câu thứ 10. Thời điểm có rất nhiều người và xe cộ tham gia giao thông trong thành phố gọi là gì? Giờ cao điểm. Đó là đáp án chính xác. Câu thứ 11. Tên gọi những khu nhà cao tầng là nơi ở tập trung của rất nhiều người dân và gắn liền với những công trình phục vụ dân sinh như trường học, chợ búa, cơ sở y tế. Chung cư. Đó là chung cư. Xin chúc mừng. Câu 12. Lời hát đẹp mọc quanh hồ Gươm có những nhành màu đỏ như tơ mành rủ xuống mặt hồ và là đề tài của rất nhiều nhà văn và nhiếp ảnh. Một loài hoa mọc quanh hồ Gươm có những nhành màu đỏ như tơ mành rủ xuống. Chúng ta đã nhìn thấy nhưng chưa chắc là đã để ý trong loài hoa này là loài hoa nào. Tôi nghĩ là hoa lộc vừng. Đó chính là hoa lộc vừng. Xin chúc mừng. Chúng ta đến với câu 13. Một cách gọi khác của chính phủ ở một số nước trên thế giới thường dùng trong các báo chí và truyền hình. Nội các. Đó chính là nội các. Câu 14. Tên gọi một môn thể thao chơi trên cỏ hoặc trên băng dùng gậy gỗ đẩy vật nhỏ tròn dẹp vào cầu môn đối phương. Khúc côn cầu. Đó là khúc côn cầu. Chúc mừng. Câu 15. Vào đêm giao thừa tại các thành phố lớn ở nước ta thường có màn trình diễn ngoạn mục gì để chào mừng năm mới? Bắn pháo hoa. Đó là bắn pháo hoa. 200 điểm cuối cùng thuộc về chị Minh Anh. Xin chúc mừng. Vâng, trong 15 câu hỏi của chương trình chỉ có duy nhất câu số 7 hai người chơi bỏ qua giành lại cho chương trình. Còn đâu 14 câu còn lại gần như được chia đều cho cả hai người chơi trong chương trình ngày hôm nay và bấm chuông liên tiếp. Và chị Minh Anh chỉ có sự khởi đầu rất tốt. Nhưng mà bạn Thành Đạt đã nhanh chóng bứt phá và vươn lên. Bạn có 1.600 điểm, chị Minh Anh có 1.200 điểm. Xin chúc mừng. Vâng, người tiếp theo là bạn Thành Đạt. Xin chúc mừng bạn. Chị Minh Anh chỉ là một đối thủ rất mạnh tứ của bạn Thành Đạt. Nên thật tiếc là ngày hôm nay sức trẻ của bạn Thành Đạt bấm chung rất nhanh, vươn lên bứt phá và giành quyền đi tiếp vào vòng 3. Chị đã có
một phần chơi xuất sắc ở vòng 2 và ngày hôm nay tham dự vào chương trình Vượt Qua Thử Thách chắc chắn sẽ là những kỷ niệm rất đáng nhớ của chị Minh Anh đúng không ạ? Thực ra là tôi nộp đơn vượt qua thi Vượt Qua Thử Thách lâu lắm rồi, lâu từ đợt mà chương trình mới có cơ. Quả thật là năm nay cũng hơi may là cũng được tham gia chương trình Vượt Qua Thử Thách. Tôi rất ấn tượng với chương trình. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của chị Minh Anh dành cho chương trình từ những ngày đầu tiên của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Và chị sẽ ra về với một phần quà trị giá 2.750.000 đồng. Xin cảm ơn chị và xin mời chị nhận phần quà của chương trình. Và các bạn đến với vòng 3 của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Người chơi dành cho vị tiếp vào vòng 3 đó là bạn Thành Đạt. Xin chúc mừng bạn một lần nữa. Bạn Thành Đạt, bây giờ thì bạn chính thức trở thành người chơi cuối cùng của chương trình Vượt Qua Thử Thách. Cảm thấy như thế nào? Có hạnh phúc hay không? Nói chung là cũng có một chút bất ngờ mà nói chung là rất nhiều niềm vui. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự quay trở lại của ban trợ giúp. Sau hai vòng đầu tiên, số điểm ban trợ giúp ghi được như sau: anh Xuân Lâm có 100 điểm, chị Thu Tâm có 300 điểm và anh Minh Thông có 200 điểm. Xin chúc mừng các anh chị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề tìm hiểu về chương trình Vượt Qua Thử Thách. Và nếu bạn là đã từng theo dõi chương trình Vượt Qua Thử Thách từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, thì bạn sẽ chắc chắn vượt qua được 10 câu hỏi trong chương trình này. Và chúng ta hãy cùng thử kiểm tra lại kiến thức của người chơi về chương trình Vượt Qua Thử Thách, chương trình mà họ đang tham dự, xem sao. Mình sẵn sàng. 4 phút trả lời 10 câu hỏi, 300 điểm cho câu trả lời đúng, 5.000 điểm cho câu hỏi thứ 10. Bạn phải xác định có hay không tham gia tình huống mạo hiểm. Trả lời đúng bạn được 900 điểm, trả lời sai bị trừ 900 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi đầu tiên, được tham gia câu hỏi mạo hiểm, được nhờ trợ giúp và trả lời câu thứ 10. Trả lời sai phải nhờ MC trả lời, không được quay lại trả lời. Trả lời sai 2/3 câu hỏi đầu tiên, chỉ được trả lời tới câu thứ 9, không được tham gia câu mạo hiểm, không được nhờ trợ giúp. Chúc các bạn thành công. Sẽ có một tình huống mạo hiểm dành cho bạn có tham gia hay không? Có. Sẽ là câu thứ mấy ạ? Mình nghĩ đó sẽ là câu thứ 5. Câu thứ 5. Xin chúc bạn thành công với câu thứ 5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Người chơi đã sẵn sàng. Mời câu hỏi tại vòng 3 của chương trình Vượt Qua Thử Thách xin được bắt đầu. Câu thứ nhất, bạn hãy cho biết tên hai MC của chương trình Vượt Qua Thử Thách số đầu tiên. Hai MC số đầu tiên của Vượt Qua Thử Thách. Một MC ngồi nói chính là một người. Đó là anh Quang Ngôi Vinh và anh Long Hoàng. Rất tiếc ạ. Số đầu tiên của chương trình Vượt Qua Thử Thách đó là anh Quang Vinh và chị Thu Hương. Rất tiếc. Chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào đã từng tham gia trong ban cố vấn của chương trình? Gợi ý. Có hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng đã từng đó là diễn viên Triều Xuân và diễn viên Như Quỳnh. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh và nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, chính xác. Bây giờ sẽ là câu thứ ba. Ca sĩ nhạc rock nào đã từng làm MC cho chương trình Vượt Qua Thử Thách? Đó là rocker Trần Lập. Bạn đã vượt qua được điều kiện của chương trình, xin chúc mừng. Và bây giờ bạn có thể nhờ đến ban trợ giúp câu thứ tư. Trong ban trợ giúp có một cặp vợ chồng, đó là ai? Nếu không chắc chắn hãy nhờ đến ban trợ giúp, nếu không. Xin mời Xuân Lâm với 100 điểm không ạ? Tôi vẫn đề nghị bạn là 200 điểm. 150 ạ? 200 điểm. Nếu không bạn sẽ phải tự mình trả lời. Mà chưa chắc phải trả lời đúng hay không? Đó là anh Phạm Quỳnh và chị Liên Hoa. Đó chính là anh Phạm Quỳnh và chị Liên Hoa. Cũng là từng là hai người chơi rất xuất sắc của chương trình. Còn bây giờ sẽ là câu Việt Nam từ những mạo hiểm của bạn. Chương trình Vượt Qua Thử Thách phát sóng số đầu tiên vào ngày tháng năm nào? Bỏ qua. Ngay lập tức bỏ qua. Đáp án của chúng tôi đó là ngày 2 tháng 5 năm 2004. Bây giờ sẽ là câu thứ 6. Có bao nhiêu người chơi trong chương trình không tham gia câu hỏi cược điểm? Nếu không chắc chắn nhờ đến ban trợ giúp.
Xin mời anh Lâm với 150 điểm được không? Câu này rất khó đó, 200 điểm. 170 điểm. Hãy tiết kiệm thời gian. Tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian. Có hai người. Đó là bác Quốc Tình và nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh. Đáp án chính xác, xin chúc mừng. 27 người chơi lập kỷ lục được ít điểm nhất là bao nhiêu? Ít điểm nhất. Có rất nhiều lần trong chương trình vừa qua thử thách tôi đã nhắc lại người chơi lập kỷ lục được ít điểm nhất là bao nhiêu. Nhưng nếu không chắc chắn hãy nhờ đến ban trợ giúp. Hãy dành thời gian cho câu thứ 10. Đó là 50, đó là 5 điểm. Vâng, đó chính là 5 điểm, xin chúc mừng. Câu thứ 8, quỹ từ thiện nào ở Hà Nội là bạn đồng hành với chương trình vừa qua thử thách? Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội. Vâng, đó chính là quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội. Câu thứ 9, thành viên nào trong ban trợ giúp đã tốt nghiệp bằng đỏ tại trường đại học tổng hợp quốc gia Leningrad danh tiếng, nơi tổng thống Nga Medvedev và thủ tướng Nga Putin theo học? Nếu tôi không lầm thì đó là chị Thu Tâm. Bạn không lầm mà còn có thêm 300 điểm nữa, xin chúc mừng. Câu thứ 10, bạn hãy cho biết ý tưởng sân khấu của chương trình vừa qua thử thách là gì? Hãy nhìn xung quanh, hãy thử tưởng tượng và suy luận xem ý tưởng sân khấu của chương trình vừa qua thử thách là gì. Bạn còn hơn 30 giây để suy nghĩ và đừng bỏ lỡ 5.000 điểm. 5.000 điểm cuối cùng của chương trình vừa qua thử thách. Không phải ngẫu nhiên mà chúng như bạn đã phát hiện ra, không phải ngẫu nhiên chúng ta đang ngồi cạnh đĩa bay. Còn xung quanh này sẽ là gì? Hãy chú ý thời gian. Mình nghĩ là ý tưởng của sân khấu đó là một cái đĩa bay đi chu du trong không gian thiên hà và như kiểu và rời khỏi trái đất như kiểu là khám phá những chân trời mới, khám phá những chân trời kiến thức mới, những điều mà chúng ta chưa biết, những điều chúng ta đang tìm kiếm và những điều chúng ta cần học hỏi. 5.000 điểm thuộc về bạn, xin chúc mừng. Xin chúc mừng bạn. Thật tuyệt vời, chúng tôi cũng mong cho 5.000 điểm cuối cùng sẽ thuộc về người chơi. Vâng, đó chính là ý tưởng sân khấu của chương trình vượt qua thử thách. Và thật tuyệt vời khi bạn thành đạt, bạn đã ghi được 5.000 điểm cuối cùng. Bạn có 5.850 điểm, xin chúc mừng bạn. Và tổng điểm của bạn trong chương trình ngày hôm nay đó là 9.350 điểm, xin chúc mừng. Số điểm của ban trợ giúp trong chương trình ngày hôm nay như sau: anh Xuân Lâm, anh có 450 điểm, chị Thu Tâm có 300 điểm và anh Minh Thông có 200 điểm. Xin chúc mừng các anh chị. Xin chúc mừng quý khán giả đã trúng thưởng trong phần thi vượt qua thử thách dành cho khán giả truyền hình. Một giải nhất trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về chủ nhân của thuê bao 01683641801. Hai giải nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng đã thuộc về chủ nhân của thuê bao 01274729416, 01223064615. Mời quý vị và các bạn tham gia. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Vâng, quý khán giả thân mến, câu hỏi thứ 10 cũng là thông điệp mà chúng tôi rất muốn gửi gắm đến tất cả khán giả xem truyền hình. Vâng, kiến thức như thể vũ trụ bao la và chương trình vượt qua thử thách đã trong 5 năm vừa qua đã là bạn đồng hành cùng với quý vị khán giả để khám phá những chân trời kiến thức mới. Vâng, chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả khán giả xem truyền hình đã rất yêu mến, đã rất ủng hộ và động viên cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và lời cuối cùng mà vượt qua thử thách muốn gửi đến quý vị đó là xin chúc tất cả quý vị khán giả sẽ luôn có thể vượt qua được những thử thách trong cuộc sống của mình. Xin chúc quý vị sẽ có những khoảng thời gian thật vui vẻ, thật bổ ích và chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc của chương trình vượt qua thử thách trong suốt 5 năm vừa qua.